Biu, biu. Thằng này, học không là học, suốt ngày chơi. Biu, biu. Đúng là hết thuốc chữa rồi. Chết, cô bạo rồi. Tôi đã nhận được kết quả thi học kỳ của các em. Bây giờ tôi sẽ trả bài cho các em. Em xin ạ. Vâng ạ. Không biết lần này mình được điểm gì nữa. Này, tao lại được A cộng đấy. Mày thì... Tuấn, con lạy trời lạy Phật cho con được bị điểm F. B sao? Đầu tiên quá. Kỳ này bạn Tuấn đã có tiến bộ hơn kỳ trước. Cả lớp cho bạn Tuấn một tràng pháo tay nào. Cảm ơn. Đúng là không uổng công tu luyện mà. Ôi, cái cuộc đời này vui quá đi mất. Trời, hôm nay nóng thế nha. May là tâm trạng mình tốt nên cũng đỡ. Úi giời, lại là màu. Được điểm B thì có gì mà khoe. Bao giờ được A cộng như tao thì hãy nói chuyện. Mày dập ba cái điểm A, chẳng là gì với ông đây nhá. Thích thì tao chịu. Này, làm cái gì đấy? Đứng đấy mà ghen ăn tức ở. Bà người ta đi rồi nói. Bà có phải là bạn thân tôi không đấy? Thôi, tránh ra đi. Tôi thề, sẽ có ngày tôi đánh bại được tu và trở thành con người ta trong truyền thuyết. Chờ cả mình. Mình chém hơi to thì phải. Mẹ ơi, bác Chinh sang nhà chơi. Sổ đỏ nhà em thì không thiếu. Đây, của tôi cũng không thiếu. Chồng tôi thì vừa đẹp trai lại còn gia thế tốt. Chồng tôi mới gọi là chuẩn tỷ lệ gương mặt vàng nhé. Chị chả biết gì. Cô mới gọi là chẳng biết gì ấy. Cô ghen ăn tức ở với nhà tôi nên mới lôi chồng ra để cãi chứ gì. Cũng như bao lần, cuộc chiến giữa hai bà mẹ vẫn không thể có hồi kết. Đúng là như trẻ con. À, con về rồi à. Tuấn, hôm nay mẹ nghe nói cô giáo trả bài kiểm tra học kỳ đúng không? Dạ vâng ạ. Đưa đây nào. Dạ, đưa gì cơ? Bài kiểm tra đâu, đưa đây mẹ xem. À, đợi con chút. Đây ạ. Có tiến bộ, đúng là con trai cưng của mẹ thiên tài bẩm sinh từ bé. Được điểm B mà tự hào rồi. Con tôi A cộng mà tôi còn chưa nói gì đây này. Chắc đề bài lần này dễ quá mà. Thằng Tú nhà cô ta A cộng mà thằng Tuấn nhà mình được điểm B thôi à? Không thể chấp nhận được. Mẹ ơi, về ăn cơm. Bố nấu cơm xong rồi ạ. Giờ mẹ về đây. Ông xã nhà tôi mất công nấu cơm, không về thì lại dỗi. Tôi về nha. Nghe nói Tuấn sẽ đuổi kịp cháu trong tương lai đấy. Tương lai kiếp nào thì chưa biết. Về thôi mẹ ơi. Mày thấy nhục chưa con? Bao giờ mày mới khiến mẹ vẻ vang được đấy hả Tuấn? Dạ con. Thôi xong rồi. Cái chổi lông gà trong truyền thuyết xuất hiện rồi. Mẹ sẽ đánh mình thật sao? Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh. Bình tĩnh à? Yeah! Con xin lỗi mà. Vì mối thù này mình phải quyết tâm. Kể từ hôm đó, Tuấn học hành chăm chỉ hẳn lên. Ồ, hóa ra là vậy. Đúng là có học có khác. Tuấn càng học càng hăng say. Tuấn cảm thấy như cả một thế giới mới đang hiện lên trong đầu. Giờ đây, trong tất cả các hoạt động của Tuấn đều kè kè mấy cuốn sách. Tốt lắm con trai. Đầu lòng hai ả Tố Nga. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần thơm. Làng thu thủy nét xuân sơn. Tuấn miệt mài tranh thủ từng chút thời gian để học. Kể cả lúc ăn cơm, đi vệ sinh hay tập thể dục, Tuấn đều cầm sách học chăm chú. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Giờ này mà nó vẫn còn học sao? Quả này là quyết tâm muốn vượt mình lắm đây mà. Đây rồi. Mượn tạm đi nha Tuấn. Good job đấy. Để xem kết quả như nào nhé. Ok. Cuối cùng thì ngày quan trọng đó cũng đến. Giờ cô phát bài kiểm tra. Đọc kỹ đề nhé. Ồ, câu này mình học rồi này. Câu này làm như nào nhỉ? Đề lần này khó quá. Mình chủ quan quá rồi. Thời gian từng phút cứ trôi qua, Tuấn vẫn tự tin tập trung làm bài, trong khi các bạn đều gãi đầu gãi tai vì bài khó. Thưa cô, em nộp bài ạ? Cái gì cơ? Nộp bài á?
mình có nghe nhầm không vậy? Em đã chắc chắn nộp bài chưa? Dạ, em đã soát lại 2 lần rồi, cô yên tâm ạ. Nó siêu như vậy sao? Trật tự, tiếp tục làm bài đi. Hỏng rồi, quả này mà nó hơn điểm thì toang. Đã hết giờ làm bài, các em nộp bài lên. Dạ, em nộp bài ạ. Chuyến này lại đổ sổ rồi. Này Tuấn, ông ổn đi chứ? Tôi ổn mà. Ui, máu. Khổ thân chưa? Ông quyết tâm là tốt, nhưng mà vẫn phải quan tâm đến sức khỏe vào. Thằng bạn chí cốt của tôi mà làm sao thì tôi đi với ai chứ? Kìa, Tuấn. Mọi người ơi, Tuấn ngất rồi, giúp với. Sau buổi kiểm tra, Tuấn như càng có thêm động lực. Lần này Tuấn đặt mục tiêu của mình cao hơn, đó là phải trở thành một học sinh giỏi xuất sắc. 5 tháng sau. Mẹ ơi, mẹ nhìn này. Có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, con đạt học sinh xuất sắc rồi này. Giấy khen học sinh xuất sắc. Ôi, tôi có nằm mơ không đây? Quả là ông trời không phụ lòng người. Con trai cưng của mẹ đúng là không làm mẹ thất vọng mà. À đúng rồi, đi sang nhà cô Chinh chơi một tí, phục thù lại những lần trước. Chinh ơi, có nhà không Chinh ơi? Mở cửa đi nào, tôi biết là cô ở trong đó mà. Biết ngay mà, mở cửa đi, đi vào khoe con bà. Úi trời ơi, Chinh ơi. Hay là không có nhà thật mẹ? Đi theo mẹ. Bà Chinh ơi, Tú ơi, con tôi được học sinh giỏi đây này. Tú ơi, dậy đi nào. Úi trời ơi, đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười mà. Không thể nhịn được nữa. Mẹ, bình tĩnh. Bây giờ mà mẹ ra ngoài là con xấu hổ hơn ấy. Cứ đợi đấy. Thế này là sao? Cậu ta có ý gì? Sao cậu tặng nhẫn cho mình? Amanda, cậu làm bạn gái mình nhé. Đúng rồi, phải như thế, dứt khoát lên. Hy vọng là sẽ thành công. Cậu đồng ý nhé. Nhé, nhé. Bỏ đi. Họa của tôi. May quá, không sao, 20.000 chứ ít gì. Cậu nhìn lại mình đi, đũa móc mà đòi chờ mâm son à. Tóc thì xoăn, quần áo lôi thôi, nhất là cái bụng như chữa sắp đẻ này nữa. Ai mà yêu cậu chắc là thiên sứ mất. Cậu không thích kiểu tóc này à, đợi mình một chút nha. Chỉ chứ cái này thì đơn giản. Mình tới đây. Trang đâu rồi? Sao nhỏ Hạnh lại ở đây? Cậu ấy đi đâu rồi? Bà giấu Trang ở đâu? Bà đứng ở đây làm gì? Trang của tôi đâu? Thôi, nó đi từ lâu rồi. Đi rồi á? Thôi xong, tôi lại thất bại rồi. Hoàng ơi, cái mùi gì thế này? Nó trốn đâu rồi nhỉ? Sao phòng nó toàn mấy đồ quá gở thế này? Hoàng, mày có ra đây không? Cái gì vậy? Hoàng, sao mày lại dại dột thế? Thua kèo này ta bày kèo khác. Mày tỉnh lại đi Hoàng. Ông tỉnh lại rồi à? May quá. Là bà sao? Muốn giết tôi đấy à? Tôi vừa mới cứu ông đấy. Thế không phải ông thất tình nên nghĩ quẩn à? Tôi nào đã làm gì đâu. Cái gì đây? Úi giời ơi, nước ngọt à? Còn tiền tôi đào quá mền. Sao ông lại uống nhiều thế? Tôi buồn lắm. Tôi chẳng còn gì để mất ngoài đống mỡ này cả. Ông có thôi nghe đi không hả? Ông mà còn như thế còn lâu mới tán được Trang. Sao bà lại động vào nỗi đau của tôi? Úi giời ơi, đinh đi. Còn ở đây mà khóc lóc thì còn lâu mới có người yêu nhé. Không, Trang của tôi. Kệ ông đấy. Khoan đã. Sao nữa? Bà bảo tôi bây giờ phải làm thế nào? Quan trọng là ông phải thay đổi thì tôi mới giúp được. Thay đổi như thế nào? Muốn biết thì lại đây. À, bà làm cái gì thế? Đầu tiên là phải dọn lại cái phòng thật sạch cho tôi. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. Trời ơi, xấu hổ quá. Bà dẫn tôi ra đây làm cái gì vậy? Từ hôm nay tôi sẽ giúp ông giảm cân. Giảm cân á? Làm màu vừa thôi. Tập trung vào, làm giống tôi đi này. Vậy là công cuộc giảm cân của Hoàng đã bắt đầu. Liệu Hoàng có thành công như mong muốn?
Cho tôi nghỉ một chút đi mà. Đừng nói nữa, chạy nhanh lên. Không chịu được nữa rồi. Tôi chịu thôi. Ôi trời ơi, được thở rồi. Khoan, ông làm cái gì vậy? Yêu đương gì tập này nữa, tôi bỏ cuộc. Ông dạy ngay cho tôi. À, từ từ đã. Vừa mới mệt có tí đã đòi bỏ cuộc rồi. Thế ông muốn Trang bị thằng khác nó cướp mất à? Tôi yếu đuối, tôi không có ý chí, tôi là đứa thất bại đấy. Ai bảo khi tôi sinh ra đã như thế này cơ chứ? Ông thật là. Thôi, đứng lên đi. Mau dọn đồ đi rồi đi về. Ông đi theo tôi. Xe ôm. Đây, tới đây. À, dừng, dừng, dừng. Hai đứa đi xe đi. Chú kẹp ba nhưng lấy giá khuyến mãi. Bà gọi xe ôm làm gì vậy? Ông có muốn số tiền này không? Bà hỏi thừa, ai chẳng muốn. Bà là đại gia ngầm mà. Đưa đây. Thế giờ ông có muốn lấy không? Có chứ. Muốn lấy thì theo tôi. Bây giờ chỉ cần mỗi lần ông đuổi kịp tôi thì tôi sẽ đưa ông một tờ, chơi không? Bà đừng có mà nuốt lời đấy nhé. Tiền đây. Tưởng gì chứ cái này đơn giản. Quả này giàu rồi. Nhiều tiền quá. Của ông đây. Trò này vui quá, ngày nào mình cũng chơi nha bà. Anh ơi, đi nhanh lên giúp em. Tiền của mình. Vũ lên nào. Thời gian cứ thế trôi đi, ngày nắng cũng như ngày mưa, Hoàng vẫn nỗ lực chăm chỉ tập luyện không ngừng nghỉ để cố gắng đạt được mục tiêu của bản thân. Mình phải quyết tâm, không được bỏ cuộc. Một tháng sau, giờ thì Hoàng đã lột xác trở thành một chàng trai có thân hình chuẩn, đối lập hoàn toàn với trước kia. Vậy lần tỏ tình này sẽ như thế nào? Thử cái áo này tôi xem nào. Thôi, vào thử hết đống này cho tôi. Nhanh lên. Bà thấy sao? Chuẩn áo này vừa, phong cách chàng trai Hawaii. Thay đi cho tôi nhờ. Ok. Lần này thì sao? Phong cách dân chơi quyến rũ. Gì vậy? Thay tiếp đi. Thay mỗi bộ quần áo mà lâu thế. Tôi vào đây, xong chưa? Sao bà lại vào đây? Còn gì là tấm thân trong trắng của tôi chứ? Ngại quá đi mất. Vậy đây là Hoàng béo sao? Được của nó đấy. Đi học thôi. Ơ, kia là mạnh mẽ lên. Có chuyện gì sao? Cố lên, mày làm được mà. Trang à, mình có điều muốn nói. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé. Yeah, thành công rồi. Cảm ơn bà nhiều nhé, tôi đi đây. Hạnh, bây giờ tôi có bạn gái rồi, bà vẫn ế. Bà không sao chứ? Ông bị hâm à? Ông nghĩ chị đây mà cần tình yêu à? Ghê nha. Chị đây một mình vẫn sống tốt nhé. Thôi đi đi, đi đi. Thế cứ ở một mình cho vui nha, tao đi đây, bye bye. Bọn trẻ con yêu đương vớ vẩn. Chào em. Ôi mẹ ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy. Anh ấy phải là của mình. Chào anh, cho em làm quen nhé. Ta tuyên bố từ nay hai người không còn là vợ chồng nữa. Giây phút này đã đến rồi sao? Vậy còn chờ gì nữa? Tự do rồi. Độc thân muôn năm. Mẹ, bố mẹ ly hôn rồi sao?
Không! Không! Nếu bố mẹ mà ly hôn thì... Từ nay chú Tú sẽ là bố mới của con nhé. Chào con nhé. Một thời gian sau đó... Cầm lấy đồ của mày đi. Đi chỗ khác. Ở đây không có chỗ cho mày. Nếu mình phải ở với bố thì... Độc lập, tự do, hạnh phúc, muôn năm. Từ nay mình thích làm gì thì làm rồi. Đã quá. Phim hay thế cơ chứ. Buồn cười quá. Bố ơi, con đói rồi. Hả? Sao lại la liệt toàn vỏ lon bia với đồ ăn nhanh thế này? Bố lại say rồi. Thôi, tìm cái gì ăn đã. Ơ, mình mới rửa sáng nay mà bây giờ lại một đống như vậy rồi. Ôi trời ơi là trời. Làm sao bây giờ? Có chuyện gì vậy? Cô đừng có ngụy biện. Đàn ông đàn an phải biết giúp đỡ phụ nữ. Tôi chả giúp đỡ ai cả. Việc nội trợ là việc của cô. Anh dám xé ảnh cưới à? Thật là quá đáng mà. Anh em mình phải giúp bố mẹ hàn gắn thôi. Phải thành công nhé. Ra khỏi phòng tôi ngay. Cầm lấy cái đống này rồi đi đi. Đừng có xuất hiện trước mắt tôi nữa. Ôi kìa, mở cửa ra. Anh có gan xé ảnh cưới thì có gan ngủ ghế nhé. Vợ với trẻ con. Úi da, đau quá. Ngủ trước đã. Bố muốn ngủ sao? Phải cho nhiệt độ thật lạnh mới được. Giờ thì bật tiếng nhạc kinh dị là đúng bài luôn. Tiếng gì vậy? Đêm hôm sao loa lại mở vậy? Quái lạ thật. Xin chào. Người chỉ có một mình thôi sao? Ôi trời ơi, ma. Bố sợ chạy mất tiêu rồi. Chúng mình thành công rồi. Yeah. Ma, sợ quá. Cái gì vậy? Có chuyện gì mà anh ồn ào vậy? Ngoài kia có ma. Ma ở đâu ra? Anh lại lý do chứ gì? Đi ra ngoài, nhanh lên. Từ từ tôi ra. Mau lên, đừng có câu giờ. Cửa bị khóa rồi này. Để tôi xem nào. Mày quá. Ông làm gì mà đang yên đang lành cửa lại bị khóa thế này hả? Khóa được rồi. Bố mẹ ngủ ngon nha. Yeah. Nhìn là thấy khó chịu rồi. Chân của tôi. Chân của tôi chứ. Đã yếu lại còn thích ra gió à? Ui da. Đáng đời. Trả đây. Ta là chiến binh hiền. Còn ta là siêu nhân Tuấn. Chúng ta đến đây với nhiệm vụ dọn nhà. Lên. Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Liên hoàn quét đến rồi. Skill lướt trên mặt sàn của mình đúng đỉnh luôn. Anh em Hiền cùng nhau bắt tay vào dọn nhà với mục đích gì đây? Mệt quá. Chết rồi. Giống lại chỗ cũ. Chắc bố mẹ không biết đâu. Wow. Sau một hồi dọn dẹp, cuối cùng thì ngôi nhà đã sạch bong sáng loáng. Nhà cũng đã dọn xong. Giờ đi tìm bố thôi. Đi. Mẹ không có ở đây. Anh Tuấn, lại đây nào. Bố kia. Anh nhấc tay của bố lên đi. Giờ thì buộc cái tạp dề này cho bố. Xong. Mẹ về kia. Ôi dạ. Vào đây nhanh lên. Mình vào nhầm nhà sao? Sao hôm nay nhà cửa lại sạch sẽ ngăn nắp thế này? Chuyện lạ à nha. Anh Hoàng, chẳng lẽ là anh ấy làm sao? Cuối cùng thì anh ấy cũng thay đổi rồi. Cái gì thế này? Quần áo của ai mà bừa bộn vậy? Cái mùi này. Anh Hoàng. Dậy, dậy ngay đi. Cái gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô làm cái gì vậy hả? Anh không biết thay quần áo ra để ở đâu à? Cô ý kiến gì? Nhà của tôi để ở đâu mà chẳng được. Anh nói gì cơ? Trời ạ. Thôi xong rồi. Mau lấy ra đi. 1, 2, 3.
Số tiền này anh sẽ mua quà cho bố và cả vòng cổ cho mẹ nữa. Yeah. Hiền Tuấn. À, mẹ. Hai đứa đang giấu giếm cái gì vậy hả? Dạ không có gì ạ. Bọn con đang cầm cái gì đấy? Không có gì. Bye bye mẹ. Hai cái đứa này định làm cái trò gì đấy? Mẹ ơi, bố tặng quà cho mẹ này. Con cứ để đó, tí mẹ xem sao. Đi rồi à? Xem nào. Wow, cái vòng cổ này đẹp quá. Bố ơi. Bố, mẹ mua quà cho bố này. Tặng bố á. Cái gì đây? Là cái áo mình thích đây mà. Đẹp quá. Bố mẹ ngồi xuống đây. Phim kìa bố. Bố ngồi đây. Xong rồi, mình chuồn thôi anh. Ok, nhất trí. Không biết hai đứa nhỏ này muốn cái gì đây. Mẹ mắc lừa rồi. Có chuyện gì vậy? Anh mắc đấy là sao? Chuyện này là... Thành công rồi, đi thôi anh. Alo. Sao cơ? Được rồi, bố về ngay. Tuấn gọi gì vậy nhỉ? Alo. Sao cơ? Mẹ về ngay đây. Hiền, con gái. Con bị sao vậy? Con khó chịu quá. Bố, mẹ. Chán con bé nóng quá. Em đi lấy cái khăn chườm ra đây. Con bé làm sao mà lại do nông nỗi này? Con sao rồi em? Khổ thân con bé. Nhật cũng vất vả quá rồi. Nhật. Chuyện gì thế? Em xuống ăn tí gì đi cho có sức. Bố mẹ đi rồi. Thành công. Em yên tâm, con bé sẽ ổn thôi. Trên TV lúc này trùng hợp lại phát lên đoạn video khi Hoàng và Nhật còn trẻ. Cả hai khi đó luôn tay trong tay và cười hạnh phúc dù bất kể nơi đâu. Những lời hứa thì năm thì hiện sẽ luôn bên nhau, thấu hiểu nhau như thức tỉnh Hoàng và Nhật. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Kỷ niệm ngày cưới sao? Bằng con có một món quà cho bố mẹ. Đó là một chuyến du lịch chỉ cho hai người thôi. Các con. Đừng khóc nữa, cho anh xin lỗi vì tất cả. Vợ chồng mình làm lành nhé. Thành công rồi.